Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tin Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau đây xin gửi tới quý thính giả một câu chuyện thật mà như đùa. Một sự việc khá là hơi hữu trong đám cưới. Quý thính giả hãy lắng nghe hết câu chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình cho chúng tôi biết điều rằng đàn gái hay đàn trai sai trong câu chuyện này. Chú rể đi đón dâu, được hẳn bạn dìu, đến nơi bị mẹ vừa đuổi thẳng cổ vì ôm gốc cây gọi huệ. Đám cưới là một ngày trọng đại của mỗi con người, nhưng không phải ngày vui nào cũng mang đúng chữ nghĩa là hỷ sau khi một loạt sự cố ngoài ý muốn diễn ra. Giống như trường hợp chú rể này, sai lầm đến mức khó có thể cứu vãn. Hôm qua thì những hình ảnh nhốn nháo của một đám cưới đã được chia sẻ trên diễn đàn. Điều đáng nói là nhân vật chính trong đám cưới này không đủ tỉnh táo để đứng vững. Chú rể dường như là đi đón cô dâu phải nhờ bạn bè dìu. Nhìn thôi cũng đủ là anh chàng này không thể làm chủ được tửu lượng mà vui quá mức đến mắt quên mất nhiệm vụ chính là lấy vợ. Trên đường đi thì chú rể liên tục nôn ọe và phải nhờ hai người bạn quàng tay hai bên để dẫn đi đón dâu. Đúng là chưa từng gặp cái đám cưới nào mà trẻo ngoe như thế này. Choáng hơn cả là chặng đường đón vợ đã gian nan hơn cả thầy trò đường tăng đi tay trúc thỉnh kinh. Nhưng khi đến được đích, nhà trai lại được nhà gái phán một câu xanh rờn. Thế lúc động phòng nó có nhờ bạn nó không mà đi đón dâu cũng phải nhờ người dìu. Khi nào tỉnh thì cho đón, còn bây giờ thì cút. Quả thật là không có nỗi nhục nào bằng khi chú rể con chẳng đủ tỉnh táo để nhận thức ra rằng mình vừa bị mẹ vợ đuổi thẳng. Chẳng biết là câu chuyện sẽ đi về đâu và chàng trai này có đón được vợ như kế hoạch hay không. Nhưng mà nhìn cục diện thì chúng ta cũng có thể thấy là đây đúng là một ngày hỷ nhớ đời, không chỉ với riêng cô dâu chú rể. Sau khi đoạn clip được chia sẻ rất là nhiều những luồng ý kiến từ câu chuyện trên, đa phần những người đàn ông thì đồng cảm với chú rể. Ngày vui gặp bạn bè, mỗi bàn nhậu một chút, chúc tụng rồi uống vài ba chén, thế nên mới ra nông nỗi này. Nhưng mà một số phụ nữ thì lại bất bình, vì chú rể đương đương là đàn ông mà không đủ bản lĩnh và suy nghĩ để nhận thức ra đây là một trường hợp không được phép vui quá. Bên cạnh đó cũng có những người thương cho cô dâu và người nhà của cô dâu. Có phản ứng của bà mẹ vợ có thể là chưa được khéo léo tế nhị, nhưng mà rơi vào hoàn cảnh đó thì mới biết họ thất vọng đến nhường nào. Nói đi nói lại nhưng cũng chẳng bao giờ là thừa, bởi vì mỗi người đều nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và cái tầm quan trọng của sự kiện đám cưới không cần phải rao giảng ai cũng hiểu. Nhưng rồi những sự việc đáng tiếc như vậy vẫn cứ xảy ra, và hệ lụy là để lại không chỉ riêng một người mà ảnh hưởng đến rất nhiều người. Biến ngày vui thành sự bực dọc khó chịu và có phần xấu hổ của những người thân. Thế nên làm gì thì làm, vui gì thì vui. Ai cũng nên có một ít ý thức rõ ràng trong những ngày trọng đại. Nhất là đàn ông khi bạn đã chọn cô gái ấy làm vợ. Trong ngày cô ấy được đẹp nhất, hãy để cho vợ của bạn làm cô công chúa, để ai nhìn vào cũng biết rằng đã trao gửi cuộc đời vào tay bạn là một sự lựa chọn đúng đắn. Theo quý vị thì trong câu chuyện này, chú rể hay là mẹ vợ đúng? Sự việc đi quá đà như thế này thì chắc cũng chẳng ai mong muốn. Nhà gái thì đang nghiêm túc chờ đợi nhà tài tới rước, ấy về mà tới giờ đi rước dâu thì chàng rể gần như là chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Trong giây phút thiêng liêng như thế này mà chú rể chẳng còn biết gì thì làm sao mà vái lại bàn thờ tổ tiên. Đa số đàn ông đều thông cảm và bênh vực cho chàng rể này, cho rằng là trong ngày cưới thì hơi quá trẻ một tí. Nhưng theo cảm nhận riêng của Thi thì đúng thật là không thể nào chấp nhận được. Ra nông nỗi này thì không còn gọi là một tí mà có thể nói là xả láng. Điều này chứng tỏ anh ta không hề coi trọng ngày cưới, không coi trọng người bạn đời của mình và cũng không coi trọng chính bản thân mình. Và điều này cũng là một tiền đề to lớn cho những mâu thuẫn trong hôn nhân sau này. Đó là suy nghĩ của riêng Thi thôi, còn không biết là ý kiến của quý vị và khán giả thì như thế nào nhỉ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy để lại cảm nhận của mình bằng cách comment phía bên dưới. Bây giờ thì chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây để chúng ta xem tiếp những thông tin hay hơn. Và nếu như chưa đăng ký nhận tin thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình nha quý vị. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.